xin chào cả nhà. Hôm nay Vương chia sẻ cho cả nhà một kiến thức rất là quan trọng về đạm đối với cơ thể của mình, để làm sao cho những anh chị nào mà chúng ta không thích ăn nhiều thịt cá nhưng mà chúng ta vẫn biết cách để bổ sung đúng đạm, cũng như là cái chúng ta bổ sung đạm bao nhiêu cho đủ cơ thể của mình để tránh cái tình trạng chúng ta bị bệnh gút ha. Đó, rồi ok. Thì đạm nó cực kỳ quan trọng đối với cái cơ thể của mình. Người ta ví ánh sáng mặt trời quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta như thế nào thì đạm nó sẽ chiếm vai trò quan trọng như vậy đối với cái cơ thể của mình. Đó, và nếu như mà chúng ta thiếu đạm thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là bị teo cơ, bị mệt mỏi, rồi bị thiếu canxi hay là bị rối loạn nội tiết tố. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thừa đạm thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị bệnh gút. Mà bệnh gút nó là cái đạm nó bị thừa, thành ra nó dẫn tới cái việc mà rối loạn acid uric, thì sẽ gọi là nó bị lắng đọng ở trong xương và nó cạ sát vào xương, dẫn đến cái tình trạng rất là bị đau và bắt đầu nó sẽ lồi lõm lên. Nên là anh chị sẽ chúng ta cái việc mà chúng ta cung cấp đạm đúng đủ đều nó rất là quan trọng. Và thường đạm thì cơ thể của mình sẽ nạp từ đạm từ động vật và đạm từ thực vật. Đạm từ động vật thì chúng ta có từ thịt cá, trứng sữa hay là những cái thực phẩm bổ sung đạm từ động vật như là phô mai hay là từ sữa. Đó. Và còn ngoài ra thì còn có những cái loại đạm từ thực vật. Như là đạm từ thực vật thì có hai loại đạm là đạm thiếu 4 axit amin và đạm đủ 9 axit amin. Thì chúng ta nên bổ sung cái đạm đủ 9 axit amin từ yến mạch, từ nấm và từ đậu nành. Đó, hay là những cái thực phẩm sữa từ các hạt như là hạt óc chó, hạt hạnh nhân. Đó, và đối với cơ thể của chúng ta, các nhà khoa học rồi các nhà dinh dưỡng thì khuyên rằng chúng ta nên bổ sung phần lớn là đạm từ thực vật để bảo vệ cái cơ thể của mình. Và bao nhiêu là đủ? Đó, bao nhiêu là đủ thì chúng ta sẽ có công thức, đó là từ đối với phụ nữ thì chúng ta sẽ có công thức là 0.8 cho tới 1.2 nhân với cái trọng lượng của cơ thể mình là sẽ ra cái loại cái lượng đạm đủ. 1.2 là cho những anh chị nào mà chúng ta thường xuyên luyện tập nhiều á. Đó, thì ví dụ như là cơ thể của Phương đi khoảng đâu đó 45 kg thì Phương sẽ cần khoảng 400 gram, trung bình là 400 gram thịt cá mỗi ngày, gọi là đạm mỗi ngày đó. Nhưng mà nếu như mà ăn mà gọi là nửa ký thịt đó cả nhà, trời ơi nó nhiều mà nó cũng tốn nhiều chi phí lắm chứ bộ. Mà Phương thì cũng không có thích ăn thịt nhiều lắm, nên là mình sẽ có cái cách để mà chọn để mình ăn vẫn bổ sung đủ đạm ha. Còn đối với nam á thì có công thức, mình lấy công thức là từ 1.2 đến 1.5 nhân với cái trọng lượng cơ thể. 1.5 là cho những anh nam nào mà chúng ta thường xuyên luyện tập gym rồi luyện tập nặng á, hoặc là làm những cái công việc nặng thì chúng ta bổ sung là chúng ta lấy 1.5 nhân với trọng lượng cơ thể là ra đạm. Đó. Và đạm thì 100 gram thịt sống thì nó sẽ chứa khoảng 25 gram đạm. Nhưng mà trong quá trình chúng ta chế biến cho tới khi chúng ta đưa vào cơ thể thì cơ thể chỉ tiếp nạp được khoảng đâu đó 10 đến 12 gram đạm thôi. Đó, nên là thành ra thường á buổi sáng của Phương á, Phương thì buổi sáng Phương rất là ít ăn thịt. Ít ăn thịt nhưng nên là Phương sẽ chọn cái những cái loại dinh dưỡng, những cái loại đạm từ đậu nành. Đó, bột đậu nành, từ bột đậu nành, những cái dinh dưỡng từ bột đậu nành thì đó là những cái giống như công nghệ tế bào á, gọi là khi mà Phương nạp vào nó gọi là tinh chế từ đậu nành và đủ luôn cái lượng đạm đó luôn và nạp vào bên trong cơ thể của mình thì nó vừa đủ. Thì giống như một cái bữa sáng của Phương thì Phương sẽ có một cái ly dinh dưỡng, trong ly dinh dưỡng đó đã chứa 30 loại axit 30 loại vitamin và khoáng chất rồi, và cũng như là chứa khoảng đâu đó 9 gram đạm. Thì Phương sẽ dùng thêm một cái muỗng protein, một cái muỗng đạm nữa và kèm theo hai muỗng yến mạch nữa là đủ 20 gram đạm cho một cái bữa sáng. Đó, thì buổi trưa Phương chỉ ăn nhẹ khoảng đâu 100 gram đạm và buổi chiều Phương cũng sẽ bổ sung một cái ly dinh dưỡng như vậy. Thì cả ngày Phương rất là thích ít ăn thịt nhưng mà Phương cũng vẫn bổ sung đầy đủ tất cả cái lượng đạm để cho cơ thể. Nên là cơ bắp của Phương phát triển nó rất là đều anh chị, cơ bắp chuẩn luôn. Nếu mà anh chị nào mà có cái cân sinh học, anh chị sẽ biết cân là cái lượng cơ của mình á nó có chuẩn hay không. Còn Phương á thì Phương luyện tập và Phương bổ sung đúng đạm nên là cơ của Phương rất là chuẩn. Nên là anh chị phải biết cái cách làm sao mà chọn cho mình những cái thức ăn đó, và một cách rất là thông minh, được không ạ? Thông minh thì chúng ta sẽ chọn để mà biết cách để mà bổ sung đúng đạm cho cơ thể của mình.